chào các bạn, tôi Lương Chiêu Lương đây. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Kỳ Sao Tô của chúng tôi lại tiếp tục quay lại với các bạn về chủ đề sơn. Và hôm nay cái tip mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là gì ạ? Làm sao để chúng ta có một cái quy trình chuẩn để thi công sơn nhà. Thì bên cạnh tôi đây là anh Phú, trưởng bộ phận về phần sơn của công ty cổ phần kiến trúc Kỳ Sao Tô. Thì anh Phú sẽ chia sẻ với các bạn các cái bước cũng như các cái kỹ thuật để chúng ta có một cái quy trình chuẩn về sơn nhà. Anh Phú có thể chia sẻ với mọi người từng bước được không ạ? Để mình xin chia sẻ về cái quy trình sơn nhà. Mình xin chia sẻ là khi các bước sơn nhà gồm 5 bước. Thì bước thứ nhất, trước khi sơn nhà mình phải vệ sinh tường. Đồng tường thì mình sơn nhà có thể là sơn nhà mới, sơn nhà cũ. Đối với nhà mới mình dùng máy trà, đá và viên nhám. Mình đánh phẳng cái bề mặt đi, sau đó dùng cái chổi nan quét sạch bề mặt. Hoặc là nếu đối với nhà cũ ấy, mình phải đánh hết cái sơn cũ đi, xong mới bắt đầu làm phẳng bề mặt. Các cái đồ đạc trong nhà là mình phải che chắn cẩn thận ở trong quá trình sơn nhà khó tránh khỏi là rơi vãi. Thì cái bước thứ hai ấy, là mình phải xử lý chống thấm, chống ẩm và các cái lỗi của tường trước khi sơn. Đối với chống ẩm ấy, mình có thể sử dụng cái sơn lót chống ẩm hoặc là thẩm thấu được để sơn vào tường. Còn chống thấm thì mình phải xác định cái nguyên nhân thấm là gì, mình xử lý triệt để cái nguyên nhân thấm đấy đi mình mới sơn được. Còn các lỗi của tường có thể là tường nó bị rỗ là không phẳng hay là ở các cái vị trí cắm ấy, mình có thể xử lý lại hai phương án. Mình tiếp theo là cái xử lý bằng phương án là mạng, cái bột mạng cho sạch phẳng cái bề mặt tường đi, tại vì cái bột mạng đấy là nó cái hạt bột mạng nó sẽ nhỏ hơn cái hạt cát đấy, khi mình bạc lên sẽ giúp phẳng bề mặt và khi sơn nó sẽ không bị cuốn sơn vào các cái lỗ đấy. Mình chít vào bột mạng. Và cái bước thứ tư ấy là mình tiến hành sơn lót. Sơn lót thì có nhiều loại sơn lót, nhưng mà đối với mình hay khuyên khách hàng là sử dụng sơn lót chống thấm chống ẩm, vừa bảo vệ tường vừa xử lý cái bước tiếp theo là chống thấm chống ẩm cho tường. Và cái bước cuối cùng, bước thứ năm ấy là sơn phủ màu. Màu bình thường khách hàng thường là phủ màu hai lớp. Thế là xong là cái bước sơn. Còn có một phương án quy trình sơn nữa là không sử dụng bột mạng khi sơn. Không sử dụng bột mạng, tại vì cái bột mạng đấy ra nó cũng có cái nhược điểm, thường sau sử dụng khoảng 4-5 năm ấy mà tường nó bị ẩm ấy là cái lớp bột mạng hay bong ra nó không chắc bằng sơn. Cho nên mình có quy trình sơn là không sử dụng bột mạng nữa, là mình tiến hành sơn khoảng 4 lớp đúng không? 2 lớp lót và 2 lớp màu. Thì quy trình đầu tiên vẫn là phải vệ sinh tường đó, đúng như cái phương án thứ nhất. Rồi đến cái bước tiếp theo là sơn lót lớp 1. Sau đó mình kiểm tra hết một lượt. Sơn lót xong là khi mình sơn lên lót màu trắng là mình phát hiện được cái lỗi của tường, kiểm tra lại một lần nữa các lỗi. Sau mình xử lý các lỗi đó xong, tiếp tục là sơn lót bước 2. Nghiệm thu xong không còn lỗi gì nữa, bắt đầu là sơn màu 2 lớp. Đấy thì đấy là toàn bộ quy trình đúng không ạ? Đúng rồi. Và thế thì tôi thấy hiện nay các chủ nhà thường không quan tâm đến quy trình mấy. Đấy, chỉ cần gọi đội thợ vào rồi nó sơn lên là được đúng không? Đấy, mà chúng ta không nắm được quy trình thì chúng ta không giám sát được cái chất lượng về phần sơn. Đấy, và các bạn thấy rằng là những cái lỗi hoặc là những cái vấn đề mà xảy ra thì thường nó là xảy ra sau một khoảng thời gian khi chúng ta sơn xong sau mùa mưa. Thường hay sau mùa mưa này. Sau mùa mưa nó xuất hiện. Ví dụ như là lỗi gì anh có thể chia sẻ không? Cái lỗi nghiêm trọng nhất của sơn là hay thấm, là ảnh hưởng chất lượng sơn nhiều nhất. Thấm đúng không? Sau sẽ ra ẩm mốc và dùng sơn. Sơn chỉ tường mà chất lượng kém thì sau vụ mùa là phát hiện ra cái lỗi. Tức là chỉ là sau mùa mưa là chúng ta phát hiện ra đúng không? Đấy là cái lỗi nghiêm trọng nhất. Còn cái lỗi mà ngay trước mặt sau khi sơn xong ấy là tường bật nhạc hay là tường không phải. Đấy là do thợ xử lý cái mặt tường trước khi sơn là chưa kỹ đúng không? Chưa vâng. Tại vì tôi thấy đa phần ấy là các bác ấy là bỏ qua cái phần kiểm tra, phần kiểm tra và phần gì xử lý sạch sẽ thường bề mặt của tường trước khi sơn đúng không? Bên mình sơn là có đội kỹ thuật cứ xong từng bước là kiểm tra. Vệ sinh là phải đi, sau khi là thợ vệ sinh xong phải đi kiểm tra một lần. Rồi. Xem ông vệ sinh kỹ chưa. Rồi. Vệ sinh kỹ cho sơn lớp lót lại tiếp tục đi kiểm tra rồi. Đến lót lớp 2 lại kiểm tra nghiệm thu. Rồi. Đến sơn màu cũng thế, cứ xong một bước lại kiểm tra nghiệm thu. Đấy thì chúng tôi thì có quy trình nó chặt hơn một chút. Đó là gì ạ?
làm đến bước nào thì bên chúng tôi có cán bộ kiểm tra đến đấy cùng nghiệm thu với chủ nhà của anh Phú. Đấy, thì như vậy thì chúng ta mới có cái công trình chất lượng được. Chứ còn tôi thấy hiện nay đa phần rất là lơ là cái câu là gì ạ? Những cái bước đầu tiên bước cuối để kiểm tra đúng rồi. Rồi sân bầu rồi rất là vất đúng không ạ? Thì lời khuyên kinh nghiệm của công ty cổ phần kiến trúc Kỳ Sơn Hồ chúng tôi là các bạn làm bước nào các bạn nghiệm thu để đấy luôn, chứ không phải chờ đến lúc mà sơn hết xong rồi bắt đầu vào nghiệm thu thì nó sẽ cực kỳ là xử lý khó các bạn nhé. Và một cái lưu ý nữa đối với chủ nhà là tôi cũng muốn là trao đổi với anh Phú để các bạn có thể hiểu hơn, đó là gì ạ? Đối với cái công trình ấy, mà bản thân người ta chát ấy, cái thợ chát ấy, đúng không ạ? Nó chát tức là nó có cái bề mặt nó rất là giáp. Đấy, tức là cái hạt cát của bạn nó to quá anh ạ. Hai nữa là gì ạ? Bề mặt tường không phẳng, tức là chát thì không được phẳng, tức là chủ nhà đặc biệt là những cái chủ nhà ở khu vực nông thôn ấy, người ta không kiểm tra kỹ cái bề mặt đấy. Sau đó ông sơn ông cái bảng đúng không? Đấy, thì cái vấn đề này nếu mà xảy ra những cái trường hợp như vậy thì xử lý như thế nào? Đó. Là nếu mà đấy là ở cái giai đoạn 2 ấy, là mình có hai phương án, một là dùng bột mặt, là sau khi vệ sinh mình đã đánh bớt ra cái hạt to hạt nhỏ rồi, khi cái hạt cát to mình đánh tay đi dùng cái hạt đánh đi nó phải là xuất hiện lại các cái lỗ trên tường, ông mình dùng cái bột mặt mình chít lại thì khi đó tường nó lại phẳng, là xử lý được. Còn cái mà phương án thứ hai mà quy trình thứ hai của mình sơn ấy, mình sơn nốt một lớp thì mình phát hiện ra các lỗi đấy thì mình lại đánh dính sáp đi. Đấy, thì mình không dùng bột mặt thì mình có thể dùng nước xi măng trộn với sơn phớt sau mình đánh lại đi, đánh lại quét một lần sau đó lại dùng dính sáp ra đi cho sơn nốt thứ hai thì nó vừa lại mặt lại các lỗi một lần. Thì công ty cổ phần kiến trúc Sato chúng tôi ấy, khi mà thực hiện sơn cho tất cả gia đình ấy, thì chúng tôi có một cái quy trình, là quy trình kiểm tra trước khi sơn các bạn ạ. Chúng tôi sẽ đến với ngôi nhà của bạn để kiểm tra xem là độ ẩm đạt chưa, đúng không? Bề mặt như vậy có cần xử lý gì không? Các cái lưu ý đặc biệt về gì ạ? Về độ thấm. Ví dụ như các cái lỗ ráo đúng không anh? Vị trí mà hay xảy ra lỗ đúng không? Lỗ ráo và góc của sàn nhà ở trên máy. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ trước với chủ nhà là những cái vị trí này là hay gặp vấn đề này. Thì phương án xử lý của bọn em như thế này này. Đấy, chứ không giống như các đội thuật khác là gì ạ? Họ cứ thế là bảo bồ à, và thậm chí là tôi thấy làm rất nhanh, vệ sinh cái gì vèo phát nó xong rồi, nó chuyển sang luôn sơn lót rồi. Đấy, thì thực sự là các bạn hãy lưu ý cái điều này, chúng ta giám sát quy trình càng chặt bao nhiêu, từ những khâu đầu vào ấy, thì chúng ta sẽ có sản phẩm chất lượng bấy nhiêu ở những cái đầu ra. Vừa có chất lượng vừa tiết kiệm, tại vì mình không phải sửa. Dạ vâng. Đi sửa này tốn công, mình đánh đi lại sửa này, đúng thì phí sơn chứ. Dạ vâng. Đấy thì chúng tôi dốc gan chia sẻ những cái thứ tâm huyết này ra để các bạn có thể là có một công trình tốt hơn. Nếu các bạn cần dịch vụ tư vấn về sơn cũng như là thi công sơn chuyên nghiệp thì alo cho chúng tôi, hoặc là các bạn hỏi chúng tôi bất kỳ gì về sơn thì cũng alo chúng tôi trên bên dưới nhé, để chúng tôi có thể là trả lời và tư vấn kỹ hơn cho các bạn về mảng hoàn thiện trong phần thi công sơn cũng như là phần liệu sơn. Xin chào các bạn những video tiếp theo.